vị đã đến với Rural Living, cuộc sống điền viên Canada. Hôm nay trời ở bên ngoài rất là lạnh, trừ 20 độ. Cho nên Thủy ở trong nhà và nấu vài món ăn cho gia đình. Công thức thì không có gì cả, tại vì ở nhà quê cho nên có những cái nguyên liệu nào thì dùng những cái nguyên liệu đó mà thôi. Cho nên hôm nay thì Thủy xin làm cái món mà sườn nướng nha quý vị. Cái sườn nướng này thì trước hết là mình làm cái đồ ướp thịt. Ướp thịt thì Thủy có xả đã bằm nhỏ, nhưng mà Thủy sẽ xay nát ra một ít gừng. Những cái món xả hoặc gừng này là nó đã đông lạnh rồi, tại vì ở Canada rất là lạnh, khó có mua những cái món đồ tươi. Khi mà mình ở ngoài quê mình phải chạy vô thành phố, cho nên tất cả đều là đông lạnh. Gừng, xả, đông lạnh. Củ hành thì ở nhà thì có cái củ hành tây, chứ không có hành tím, thì quý vị cứ xài cái củ hành tây thôi. Tỏi. Cái này là 6 miếng thịt sườn như thế này. Thủy cắt một chút xíu ở chính giữa đặng cho khi nướng nó sẽ không có bị cong lên. 6 miếng thịt thì Thủy xài một muỗng canh mật ong, 3 muỗng canh maggi, 1 muỗng canh nước mắm và 1 muỗng canh dầu hào. Trộn với cái tương ớt này, là tương ớt này Thủy làm từ hồi mùa thu, khi mà ớt rộ lên, cho nên Thủy làm tương ớt để ăn quanh năm. Thì Thủy sẽ dùng khoảng một muỗng canh, một muỗng canh ớt, mà tương ớt này để mà ướp chung với thịt cho nó thơm cái mùi ớt, chứ không cay lắm. Và tất cả những món mà Thủy cho quý vị coi hồi nãy giờ đó, như là xả đông lạnh, gừng đông lạnh, củ hành tây, tỏi, Thủy sẽ đem xay nhuyễn ra, xay thật là nhuyễn ra, rồi trộn với mật ong, maggi, nước mắm, dầu hào, sẽ ướp thịt. Bây giờ thì Thủy đã có một cái hỗn hợp xay ra rồi, gừng, xả, củ hành và tỏi. Thì tất cả những cái đồ nêm nó sẽ trộn chung vô, tạo thành một cái dung dịch để mà ướp thịt. Đây là dầu hào. Đây là 3 muỗng canh maggi, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh mật ong. Khi mà quý vị nêm bằng maggi thì trong maggi nó đã có cái coi như là cái chất mà bột nêm rồi, thành ra quý vị không có cần phải bỏ thêm bột nêm, tại vì Thủy ở nhà Thủy nấu thì Thủy không có bỏ bột nêm vào. Bây giờ thì Thủy trộn đều lên, và khi mà đều lên thì Thủy sẽ bỏ vô một muỗng tương ớt nha quý vị. Đây là cái muỗng tương ớt của Thủy. Cái ớt này là Thủy làm ớt trồng ở nhà từ Carolina Reaper và ớt chỉ thiên đây quý vị. Chỉ cần một muỗng canh thôi, không cần nhiều, tại vì nhiều quá thì nó sẽ cay. Chỉ có cho cái mùi ớt để thơm thôi. Thì bây giờ là Thủy quậy đều, quý vị có thể thấy đây là một cái dung dịch để mà ướp thịt cho quý vị. Quý vị không có cần phải thêm muối hay gì hết, tại vì ở trong dầu hào cũng đã mặn rồi, rồi trong maggi và trong nước mắm, cho nên khi mà ta nướng xong ăn với cơm thì lúc đó ta sẽ làm thêm nước mắm ớt. Bây giờ thì Thủy sẽ đổ cái hỗn hợp này vô thịt để mà ướp. Những cái mà nguyên liệu hay là phân lượng này là Thủy làm theo cái khẩu vị của gia đình Thủy. Còn quý vị có thể
thêm ngọt hơn hoặc là nhạt hơn hay mặn hơn cũng được. Chỉ cần thêm, nếu mà muốn mặn thêm thì thêm một muỗng nước mắm. Cái này thì là đã có mật ong trên lên thủy, không có bỏ thêm đường. Mật ong nó sẽ làm cho cái miếng thịt nó mềm và ngon hơn. Thay vì xài cái mà đường nâu thì thử xài mật ong. Thì ướp như thế này quý vị có thể để trong vòng một tiếng đồng hồ, nhanh lắm là nửa tiếng thì ta bắt đầu nướng. Còn nếu quý vị muốn ướp sẵn để cho nó thấm lâu hơn thì quý vị có thể để trong tủ lạnh qua đêm, rồi hôm sau mình sẽ nướng. Và khi mình nướng thì những cái mà nước ướp này nó còn ở trong tô đó thì ta cứ lấy một phết lên. Mùa hè thì Thủy có thể nướng ở bên ngoài với than, nhưng mà bây giờ là mùa đông thì Thủy nướng ở trong bằng một cái vỉ, nó coi nó gọi là griddle. Cái này đó thì nó nướng ở trong nhà lúc mùa đông bằng điện. Bây giờ thì là Thủy đã ướp xong rồi thì để cho nó thấm. Trong khi chờ đợi thịt thấm thì Thủy sẽ làm cái món bắp cải chua để mà mình ăn với lại thịt nướng nha quý vị. Cái này đã có Thủy bỏ ớt vào cho nên Thủy không có bỏ thêm tiêu. Cái mùi rất là thơm quý vị. Bây giờ thì Thủy để cho thịt thấm. Tại vì Thủy sẽ nướng liền trong vòng một tiếng đồng hồ cho nên Thủy không có để vào trong tủ lạnh. Thủy chỉ để ở ngoài thôi. Và trong khi chờ đợi thịt thì Thủy sẽ bắt đầu làm cái bắp cải. Cái món bắp cải này thì nó đơn sơ lắm quý vị. Thủy đã làm sẵn một mớ rồi, Thủy đã bào sẵn một mớ rồi. Đây là bắp cải đã bào sẵn một mớ nha quý vị. Còn đây là cà rốt Thủy cũng đã sắc mỏng rồi. Bây giờ thì Thủy chỉ bào thêm, khi mà có bằng bào thì nhanh hơn, nhưng mà nếu không có bằng bào thì quý vị có thể sắc bằng tay, sắc chỉ sắc mỏng thôi. Cái này thì Thủy bào thêm đủ một cái chai đựng là ăn. Nếu mà quý vị làm thì có thể ăn vài ngày hoặc giả là một hai tuần. Khi mà quý vị bào thì nó sẽ mỏng như thế này. Thủy chỉ bào một ít cho quý vị thấy là mình bào cái cải này như thế này. Xong rồi đó, trộn với cà rốt vào. Khi trộn với cà rốt xong là quý vị rắc muối lên. Nhưng mà khi mà rắc muối xong rồi thì quý vị rắc muối vừa thôi, không có mà rửa lại nữa. Mình rửa trước khi mình bào. Bây giờ thì Thủy sẽ rắc muối. Đây là một muỗng cà phê muối đầy. Thủy rắc vô và bây giờ bắt đầu là trộn đều lên. Cái món mà dưa chua này quý vị có thể làm với tất cả những cái gì mà quý vị có ở trong nhà. Hôm nay thì Thủy có bắp cải thì Thủy làm với bắp cải. Thủy sẽ cho vào một muỗng đường và nửa cái cắp này giấm táo. Giấm táo nhà của Thủy làm. Trong cái giấm táo đó Thủy trộn với lại tỏi. Đây là 1/4 cắp của giấm táo với lại một muỗng canh đầy đường. Thủy trộn với lại tỏi đã xay ra. Cái tỏi này một lát Thủy sẽ lược lại và Thủy để cái tỏi làm nước mắm. Thủy chỉ lấy cái nước tỏi để mà ngâm vô trong cái dưa chua mà thôi. Đường còn trong cái chén này thì mình cho nó hết vô trong cái bắp cải. Thì bây giờ cái giấm ở trong cái tỏi này nó đã lọc ra hết rồi. Cái nước giấm tỏi sẽ là ngâm dưa chua. Còn cái phần tỏi còn lại thì là Thủy sẽ làm nước mắm sau. Chỉ làm trộn vậy thôi, quý vị không có cần bỏ ớt hay là tiêu gì hết. Chỉ là giấm, đường, muối và nước tỏi. Đây là mấy cái lá chanh Thủy trồng ở trong nhà. Thủy mới hái, bây giờ Thủy đem đi rửa và sẽ bỏ vào trong cái dưa chua này nha quý vị. Lá chanh này Thủy hái khoảng 4-5 lá, cuộn lại và lấy kéo cắt nhỏ.
cái lá chanh cho cái mùi thơm rất là đặc biệt ở trong cái món gỏi này nha quý vị, món đồ chua này. Trong nhà thì có trồng một vài cây chanh, cây trái tắc để mà mình xài lá. Bây giờ thì trộn đều vô thì quý vị có thể thể thấy là trong cái rau có cái màu xanh của cái lá lá chanh. Nhưng mà hôm nay Thủy cho thêm một món đặc biệt nữa là sả Thủy đã sắc mỏng ra. Cái sả này chút xíu nữa Thủy làm nước mắm thì cũng sẽ bỏ vào trong nước mắm. Vậy là ta đã có cái món cải chua để mà ăn với thịt, ăn với sườn nướng. Bây giờ thì Thủy bỏ cái cải này vào trong cái keo nha quý vị. Cải chua này thì ta có thể để trong tủ lạnh để ăn dần, có thể ăn với bánh mì. Ta đã xong cái phần dưa chua rồi, chờ một chút xíu nữa là Thủy sẽ nướng thịt. Đây là cái chén nước mắm Thủy lại vừa làm xong, nước mắm ớt và sả rất là thơm ngon quý vị. Bây giờ thì Thủy sẽ bắt đầu nướng thịt nha quý vị. Trước hết là Thủy sẽ cho một ít dầu ăn vào trong chảo và trong cái dĩa nướng. Và dầu ăn này là dầu olive và Thủy đã có tinh dầu sả đã ở trong này, Thủy đã lấy tinh dầu sả ra trong cái dầu olive này rồi. Mấy miếng thịt là Thủy ướp hồi nãy bây giờ là nó đã thấm rồi quý vị. Cái này thì rất là tiện lợi khi mình làm ở trong nhà vào mùa đông. Với cái dĩa nướng này thì quý vị có thể để rau củ quả lên đây mà nướng cũng được nữa. Cái vị này như vậy là nó đủ cho 6 miếng thịt. Rất là thơm quý vị. Ngoài trời nắng rất là đẹp nhưng mà rất là lạnh, rất là lạnh, khoảng trừ 20 độ, và tối nay cũng xuống cũng dưới 20 độ quý vị. Cái món ăn dễ giản vậy thôi, quý vị ướp thịt nướng xong rồi làm dưa chua ăn, không có gì mà cầu kỳ hết, rất là giản tiện. Ví dụ như quý vị có hành tím thì quý vị xài hành tím, không có hành tím thì quý vị xài hành trắng. Có gừng thì bỏ thêm gừng vào, không có gừng thì chỉ bỏ sả thôi. Và nếu mà không có sả thì mình ướp cái gừng, nghĩa là có gì mình làm nấy, không có phải theo cái nguyên tắc là tôi phải chạy đi ra chợ để mà lấy đủ hết nguyên liệu về mới làm được cái món mà thịt nướng. Không phải vậy. Quý vị có thể ướp với nước mắm, với dầu hào. Nếu không có dầu hào thì nước mắm không cũng được. Nếu không có magie cũng được. Không sao hết.
Nước như thế này thì cái nướng thịt rất là mềm. Chỉ còn một cái chút xíu hỗn hợp ướp ở trong này thì Thủy sẽ bỏ lên trên nướng thịt luôn. Bây giờ thì Thủy để nhiệt độ cao đặn cho thịt chín, xong rồi Thủy sẽ bớt lửa. Nướng thịt vàng ươm rồi quý vị. Cái này thì mình ăn với lại nước mắm chua chua ngọt ngọt. Và thịt này ăn với cơm nóng hoặc giả là ăn với cơm tấm cũng rất là ngon đó quý vị. Mùa đông lạnh có dĩa thịt nướng nóng rất là ngon, cộng thêm đó thì sẽ nấu một nồi một bình trà nóng nữa thì rất là tuyệt vời. Thủy cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Thủy. Nếu quý vị thích, xin quý vị ủng hộ để Thủy có năng lượng tiếp tục làm những cái video kế tiếp. Xin kính chào quý vị. Bye bye.